Em chào các bác nhé. Hôm nay em này lên một con touring tay thẳng có thương hiệu là Pola, thương hiệu là đến từ Canada các bác. Con này khung nhôm càng carbon, có xe đứng bằng 45. Đấy. Xe thì còn khá là đẹp, nguyên bản từ đầu đến cuối các bác ạ. Đấy, con này chạy với bộ cúp là S-Jam X5, gửi đĩa là FSA. Đấy, em nói qua tí em sẽ hỏi chi tiết. Các bác nào mà có nhu cầu ấy thì xin liên hệ qua số điện thoại 0918 096 215. Đấy, số điện thoại em dùng Zalo và các bác vào kết nối em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho. Và các bác vào xem kênh nhớ ấn vào nút đăng ký và nút chuông để nhận thông báo hàng ngày. Xe đây bên em còn rất là nhiều. Đấy. Các bác nào mà ở gần khu vực nhà em ấy thì đến tại cửa hàng. Địa chỉ cửa hàng nhà em là ở khu cầu Giàm, xã Tân Hương, huyện Kim Sơn, tỉnh Hải Dương. Đấy. Và em nhận bao ship toàn quốc các bác nhé. Các bác ở xa em bao ship toàn quốc. Đấy. Và em sẽ vào chi tiết ngay bây giờ con xe này. Đấy. Con này có thương hiệu là Pola, thương hiệu này đến từ Canada các bác nhé. Đấy. Con này có màu sơn rất là đẹp, màu sơn ghi. Đấy. Ghi đông phốt tăng nhôm. Đấy, em sẽ quay qua về phần sơn. Sơn thì còn khá là đẹp. Đấy. Quá là ok các bác. Đấy. Yên còn nguyên bản theo xe các bác nhé. Vỏ yên đã bọc lại. Đấy. Xe còn khá là chất. Đấy. Em quay đây là những vết xước của xe. Em quay chi tiết cho các bác theo dõi. Cặp vành rất là đẹp các bác nhé. Cặp vành khá là ok. Lốp vẫn còn nguyên theo xe. Chạy với bộ đề là F-Jam X5. Chạy với sao này em xem là mấy níp nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níp các bác nhé. 8 níp F-Jam X5. Rất là thương hiệu. Đây là cái này là cái quấn để cái này, cái xích này nó đỡ rơi xuống đây. Đấy, của Simulo. Đấy, cái này nó di chuyển được các bác nhé. Đấy. Đùi đĩa là đùi đĩa FSA các bạn. Đùi đĩa FSA còn khá là đẹp. Đấy. Gạt đề trước của nó là Simulo đề OZXT. Đấy, gạt đề trước là Simulo XT. Thương hiệu là Pola 7005. Khá còn đẹp đấy các bạn. Quá là ok. Em quay chi tiết con này càng carbon. Các bác nhé. Vành trước vành sau là vành hai lớp ấy, thương hiệu của vành khá là mới các bác nhé. Đấy. Mayer nhôm. Phanh trước sau là của Simulo. Đấy, các bác. Đấy, em sẽ quay lên phần trên tí, em sẽ quay sang mặt trái để các bác theo dõi. Đấy, sẽ quay sang mặt trái. Xe này còn khá là đẹp, đây là logo của Pola. Tay đề bấm xả S-Jam X5. Đây các bác nhé. S-Jam X5. Quá là ok. Đấy. Đây là Mayer trước. Đấy. Xe còn quá là mới, rất là mới các bác nhá. Đấy, rất là mới đấy. Sơn này, đấy, cái những vết hàn này các bác này. Đấy. Rất là đẳng cấp. Con xe này nó hàn thêm một phần này, chống ở đây. Đây là những vết sắt mà em đã được chấm bằng những cái sơn đấy vào rồi, những vết sắt vận chuyển các bác nhé. May hơn là Otech. Otech
đũa là đũa dẹt các bác nhá, đũa dẹt rồi đấy. Rồi con này đũa đũa lá hẹ đấy, rất là đẹp, đời cao. Và em xin nói lại con này, con này có là khung nhôm cả carbon có size đứng bằng 45 các bác nhá. Đấy, xe còn khá là đẹp. Bác nào có nhu cầu thì xin liên hệ qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề. Và em cũng xin được dừng video tại đây.